chủ tịch mang hết tóc đẹp trai chủ tịch. Hai cả nhà xa tôi đề mấy tuần gặp anh em làm tí vài trai đỡ buồn nữa hả? Nữa chờ cuối tuần chủ tịch mạnh quá tới chủ tịch mạnh quá phó chủ tịch tuần trước mới đang ở nhà anh Thuy nhờ không trước nữa chứ không nè không hầu du nữa hả dạ bảy nữa rồi chứ bảy đồng mẹ ờ à, nay em xin nay em đứng vòng ngoài nay cho em xin em đứng vòng ngoài được rồi cho chân lấy bia đó ờ à, cho chân lấy bia ok xài giặt đây ông không căn buồn cho ông biết là cái đầm mẹ của ông này là nay heo rừng nướng ngồi ha tề thiên đi à, hai trời ơi lâu quá rồi bây giờ mới gặp mới có từ 6 giờ bây giờ mới có thứ bảy thôi mà sao mà nướng bề kia mà hay nướng bề này à... bề kia à? Nướng bề kia ừ ừ ngượng nghịu quá mấy chai mà vú vậy mới có 8 chai gió nữa mới có 8 chai mà sao mà tay chân nó rụng hết ra rồi cho hết mùa hè này xong á hết mùa hè mới xong á rồi này rau cần gì cần nước hả ủa hai trái của nó hái hả mẹ hôm bữa đi ra ngoài Costco mua hết chanh rồi nó phải khá vô mà cái nhà nó vừa nãy thấy ngon lắm nó có hột nó có hột à anh nãy giờ này thêm chanh nữa nè bố cho bia nhá. Dạ. Ăn no rồi. Bơ buốt rồi. Ở ngay đây. Ghế này nó ok. Quay được. Trời má biết. Trời như vậy. Ra hồ hết rồi. Dạ. Ra hồ hết rồi. Ra hồ hết rồi. Bây giờ là ngày người ta đi chơi mà. Đấy bảo không? Các nếu đây nếu mà đi làm gì vậy? Bây giờ ui được phần em cũ này rồi. Này, chị ấy làm rồi. Thế đi làm rồi. Nó bảo ngủ được không phải là cầm. Cả tối rồi. Không ngon đấy không? Ăn nóng đi là ngon đấy. Cả tối Việt Nam à? Ủa đó. Cái này bảo cậu nấu nói cậu mấy cậu đi trà giống cái mà mang về không không cái lối này ở Việt Nam nó to như vậy á là mấy cái vây nó màu vàng này kho ngon không ta cái con này là nó gọi là cá đuối núi mà là to như là thằng trong bữa hôm qua úp đó tôi biết bí mật của ông rồi nó kêu tôi mua chuột nó nữa đó rồi biết tốn $1,000 đó bữa hôm anh ta nhìn tôi kỳ tiểu ông này chắc bị gì giờ đâu cướp mèo này lâu lâu nó địa nó canh với mèo mình á đâm sau lưng chiếc hũ không công nhận hay thật cha qua đây cái thế nào làm cho Mỹ ông nào cũng đi nhầm cái bảo đi qua mà sơ rơ sát rác hết vậy mà bảo là độ mạnh đầm mày độ mạnh đâu bỏ ghê quá mà cũng được thật ổng ổng ở lại thêm một ngày nữa là em kêu nước biển chèn vô ngồi nhậu tới giỏng luôn đó trên đôi vai trên biển hả ừ
chiều hôm nay chiều em nằm đấy rồi như chỗ ấy là thứ bảy thì mai nằm đấy nữa. Ê, ông đấy mà ông đi tu chắc tử lực của ông phải ghê. Không, ông đi ông tu ông ấy uống. Ừ, ông đi tu ông uống vừa rồi. Nước mời nhậu nhiều ấy, nên đồ. Nên đồ. Ê, hai để chơi nhau thôi. Chị Trúc à? Giận, mặt giận thì vẫn giận, nhưng mà mà cho uống thì vẫn uống. Hello Ngọc. How you? Đấy, nay không nhậu nướng thịt cho anh em nhậu. Cầm cốp chạy luôn á, chết luôn á. Cho vào, cho vào. Anh đi đám tang mà. Về đâu rồi? Ồ. Buổi trưa mà. Đừng có ơi, người ta hiền lúc nào ta hiền, nó bác thì tối ngày được. Vậy anh ấy làm đi. Vậy anh ấy. Bẻ này rau này ăn ngon đấy. Phát môn quan đại món ăn nhậu anh em mình đi. Đúng nhà như con bệnh nhà mà. Con bệnh nhỏ nhá. Thì ngon đấy. Ngon đấy. Cái gì đấy là ông muốn làm số nhiều. Nhỏ vô đi. Nhỏ thường xuyên không sao đó. 2. Bò vô. 2 chấm không đâu, tới 3.000. Sao vô? 0 5 5 thai à. Anh mua rồi, bao nhiêu đồng đấy? I am thai à. Chưa. I am Tiger mà I am Tiger. Nếu như là làm cho con thi tuần tới này nó ra trường. Con thi như con này nhỏ này. Kìa bác Hường nói kìa. Hello. How you? Hello bác Hường. No good. Lại gặp nữa. Ừ. Hôm nay nhà mày cũng tới nữa kìa. Nhà này ngày lúc nào cũng có mặt, lúc nào cũng có mặt. Nhưng mà đang trên đường mới chắc con hỏi. Hôm qua tao hỏi bà. Ông chủ về chờ. Hỏi bà bảo cái này. Đi xe ai, con đi xe ai. Em hai người hỏi bà đang nào mà yếu. Có làm gì. Rồi, cái kia của con nhà mày nó chiếm ra còn đang ở lại cái chỗ của ai nhà đấy. Một là ông đi cùng nhau đi coi. Thằng ba hai là chắc ông ở nhà rồi. Để im lặng. Ông đéo nào hay. Đi rồi. Đi rồi. Là bây giờ mới đó thằng mê. Anh đói. Măng thịt đưa măng thịt emergency. Cái xe này là từ hôm qua. Cá hơi ngon ha, ngọt không? Cá ngon không? Cá ngọt ghê không? Em câu mà. Phục cái tài tôi quá. Ha, mẹ không? Phục cái tài tôi quá. Không lấy quyền tôi lại đâu. Đẹp quá, mùa hè đến nơi rồi. Đến thật luôn chứ đến nơi vậy nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gì già dạ, phục cái tài của tôi quá. Được hả? Ngon lắm. Mùi ok. Hơi mềm, hơi mềm. Đi nó ít. Nóng hả? Nóng quá, nóng luôn. Trên trận dưới miếng kia đó. Ê, da bự quá. Tự nó bén. Cảm ơn giờ giao tôi chặt mấy anh em nữa. Ông ra dí tôi chết à. Chớ nhau. Để cầm nguyên cục luôn, cắn luôn. Hả? Chặt dây luôn hả? Hả? Đồ. Nói gì nữa. Thử cục ấy. Phải cái đầu lông đao chặt ngon ha. Cái đầu nào chặt đã không? Cái đồ. Nói chứ. Một con. Hai con. Ba con. Bốn con. Đi kìa, đi vào mà mày kìa. Đúng không? Tổng giám hiểu nhà bà già tứ ngày xưa đồ dưới đây. Đây là máy Nhật Bản nè. Nhà bà tứ hiểu đó. Đức nè. Mỹ nè. Cái tên nó đại nhưng mà tên Hàn Quốc tên này ngoài thì là cái kia là thôi à. Hiểu à. Hiểu đúng không? Có giám là máy gì? Ai có gì nữa nè. Không có ai âm nào. Mỹ, Đức. Tháp Anh. Không hiểu con bà Ý. Bà quan bậc mà đây hai thì nè, xăng hai thì nè, nổ dữ lắm à. Đây là nhà máy sản xuất xe. Hư là sửa chạy được hết. Mà mình hư không sửa không nổi. Không tính chế đau bụng mà. Bơ đang thôi. Giống ông giống hậu là vậy. Ăn được. Hiểu là có con nhiều nhiều ở Phước Tỉnh kìa. Vậy có ba hàng xóm này không ai nhậu nên không mang cho bia được. Đi về sau này đùa mà bắt nhen đánh nhen với lại con của bà ấy không em không có ông nào thì ngon đấy. Ngon bây giờ thần đại biết nó ở bên Phoi Đà. Tao nhìn cái chua thì ăn gì ăn. Cái kỳ mới ra đây. Ui, siêu đó, nó siêu đó. 52 lá đâu? 52 lá chứ. Ủa, chú Hồng Hòa hả? Chú Hồng Hòa không biết nữa. Chắc giận rồi. Rồi. Chắc là không lấy bình hơi. Tại vì nó hai tên. Chắc là lấy bình hơi đâu tới. Đoàn. Mà ở trong giới tờ nó là cả. Về cho nó thả và nó vào nhà đi. Nó thay quần áo rồi bắt đầu. Về đi rồi. Đi đón con chị. Đón con chị xong rồi về đón nó. Mới xa cái nào mới chưa? Có hiệp. Mới xa năm nào chẳng. Mới xa qua đây. Vậy đó hả?
bây giờ bắt đầu nó học nó không bị bây giờ đánh nó nhỏ ha chứ bây giờ không nhậu.